Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Có những người may mắn có được khả năng ngoại cảm, cho phép họ nhìn, cảm nhận hoặc nghe thấy những thông tin mà các giác quan bình thường của con người che giấu. Những người này thường được gọi là nhà ngoại cảm. Và trong thời đại ngày nay, các nhà tâm linh hướng tới việc giúp đỡ người khác. Nếu bạn đang tự hỏi liệu mình có khả năng ngoại cảm hay không, video này là thông điệp dành cho bạn. Ngoài ra, Quốc Anh sẽ hướng dẫn một số cách để phát triển khả năng ngoại cảm của bạn. Sau đây là những dấu hiệu cho thấy rằng bạn có năng lực tâm linh, khả năng ngoại cảm. Cảm giác ruột mạnh mẽ. Cảm giác ruột hay trực giác là một trải nghiệm chỉ có ở con người. Nó có thể giữ cho bạn an toàn hoặc dùng để cảnh báo về một số người hoặc năng lượng nhất định mà bạn cần phải tránh xa. Mặc dù trực giác là bẩm sinh ở hầu hết mọi người, nhưng cảm giác mạnh mẽ thường xuyên cũng là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy bạn có thể có khả năng tâm linh. Bạn có thể học cách nâng cao khả năng tâm linh của mình bằng cách tin tưởng vào trực giác của mình trước tiên, thay vì phớt lờ nó. Do đó, hãy bắt đầu ghi nhận những phản ứng trong đường ruột của bạn, đặc biệt khi nói đến con người, địa điểm hoặc tình huống. Những giấc mơ và tầm nhìn sống động. Một dấu hiệu khác cho thấy bạn có thể sở hữu khả năng tâm linh là nếu bạn thường xuyên bắt gặp những giấc mơ hoặc tầm nhìn sống động. Tầm nhìn của bạn có thể rất mạnh mẽ, đáng sợ, dữ dội, hoặc chỉ thoáng qua trong tâm trí. Nhưng giống như trực giác của bạn, tầm nhìn của bạn cũng trở thành hiện thực trong cuộc sống thực. Tầm nhìn của bạn có thể xảy ra khi bạn ở một mình hoặc ở giữa đám đông. Nó thậm chí có thể xảy ra khi bạn đang đến thăm một địa điểm lịch sử hoặc một địa điểm không quen thuộc với bạn. Tương tự, những giấc mơ sống động của bạn cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng đặc biệt của bạn. Chúng có thể là thường xuyên hoặc không thường xuyên, nhưng lưu ý rằng chúng cực kỳ thực tế, để lại cho bạn một ấn tượng riêng biệt. Những giấc mơ của bạn thậm chí có thể bao gồm những cuộc viếng thăm từ những linh hồn đã để lại cho bạn một thông điệp cụ thể. Cùng với những cuộc viếng thăm từ các linh hồn trong giấc mơ của bạn, bạn cũng có thể gặp phải những cuộc viếng thăm ma quái. Lý do đằng sau điều này là các hồn ma và năng lượng tâm linh bị thu hút nhiều hơn bởi năng lượng của một người có khả năng ngoại cảm. Bạn có thể gặp phải hiện tượng đơn giản là cảm thấy không tự nhiên khi một linh hồn ở gần. Hãy chú ý hơn đến những gì bạn đang nhìn, đang nghe và đang chạm ngay cả trong tầm nhìn và giấc mơ, cũng như trong thực tế của bạn. Và bạn còn cảm thấy cảm xúc mạnh mẽ. Bạn đã bao giờ cảm thấy muốn khóc dữ dội vì cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng bạn thực sự không biết cảm giác này đến từ đâu? Sau một thời gian, bạn nhận được cuộc gọi từ người thân của bạn ở bên kia địa cầu, nói với bạn rằng một người thân của bạn đã qua đời. Nếu bạn đã gặp trường hợp này không phải một lần mà quá nhiều lần, thì đó là một dấu hiệu khác cho thấy bạn có khả năng ngoại cảm. Nếu bạn có thể cảm nhận được những gì người khác cảm thấy mạnh mẽ đến mức năng lượng của bạn bị rút cạn sau đó, thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn có thể là một người thấu cảm. Mặc dù bạn có thể sử dụng điều này theo cách có lợi để giúp đỡ người khác với lòng trắc ẩn, bạn cũng có thể chọn cách cô lập bản thân. Lý do đằng sau điều này là vì việc quá gần gũi hoặc thân mật với ai đó hoặc ở giữa đám đông có thể khiến bạn bị tiêu hao năng lượng. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là tìm hiểu thêm về cảm xúc của bạn và cách cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bạn và ngược lại, để có thể giải quyết tốt vấn đề này. Bạn có thể nhìn ánh sáng và màu sắc xung quanh chúng sinh. Các nhà ngoại cảm thường nhìn thấy một tia sáng nhất định hoặc một màu sắc cụ thể xung quanh một sinh vật sống khác. Nếu bạn nhìn thấy biểu hiện này thì rất có thể bạn cũng có khả năng đặc biệt.
Những ánh đèn nhấp nháy và những mảng màu là dấu hiệu cho thấy có một linh hồn khác đang ở gần sinh vật đó, và bạn có thể phát hiện ra chúng. Có thể là họ đang cố gắng giao tiếp với bạn. Bạn có thể có khả năng tâm linh nếu bạn có cảm giác mạnh mẽ thường xuyên trở thành sự thật, hoặc những giấc mơ và viễn cảnh sống động sớm hay muộn trở thành hiện thực. Nếu không, bạn có thể cảm thấy cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, hoặc nhìn thấy ánh sáng và màu sắc xung quanh chúng sinh. Nếu bạn cảm thấy mình sở hữu tất cả những thứ này, thì rất có khả năng bạn có khả năng tâm linh. Bạn có thể tiếp cận và nâng cao khả năng của mình để đạt được điều tốt đẹp hơn. Những kỹ năng tâm linh này có thể được phát triển và hoàn thiện. Những người thấu thị cần nhiều hơn một chút ngoài sự bình an nội tâm và thiền định để giữ cho khả năng của họ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không tuân theo các bước nhất định, ngay cả các nhà ngoại cảm cũng sẽ sống trong sự hồi hộp. Sau đây là những bước giúp cải thiện khả năng tâm linh của bạn. Thứ nhất, tin vào bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực cản trở khả năng ngoại cảm. Chỉ cần có niềm tin và lạc quan, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian. Tìm cảm hứng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn có thể. Đọc những câu chuyện về những người khác đã rèn luyện khả năng ngoại cảm của họ và tiếp tục học các cách để tiếp bước họ. Hay loại bỏ mọi hoài nghi mà bạn có, cho phép bản thân tin tưởng vào sức mạnh tự nhiên của chính bạn cũng như sức mạnh của siêu nhiên. Không có chỗ cho sự nghi ngờ trong quá trình tâm linh của bạn. Thứ hai, dành thời gian để thư giãn. Để rơi vào trạng thái thư giãn sâu, bạn nên thiền định hoặc thở chậm. Nó không chỉ giúp bạn giải tỏa tâm trí, mà thiền còn thực sự thay đổi các mô hình sống não. Điều này làm giảm tỷ lệ trao đổi chất và giảm căng thẳng. Nó giúp chữa khỏi bệnh tăng huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Thiền định cũng tạm thời thay đổi vỏ não trước, cho phép hoạt động tinh thần tốt hơn và thậm chí thúc đẩy mức năng lượng. Chính xác những gì mọi người cần để tiếp xúc với khía cạnh tinh thần của cuộc sống, giải tỏa căng thẳng của bạn. Các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Điều thứ ba, giải quyết sự khác biệt giữa bạn và những người xung quanh. Mọi người không thể hòa hợp với những món quà thần bí của họ, trừ khi họ cảm thấy bình yên với bản thân và những người khác. Nói chung, tránh mâu thuẫn và nhanh chóng giải quyết xung đột trong cuộc sống của bạn. Học cách tranh luận mang tính xây dựng, hướng tới giải pháp cuối cùng. Cố gắng làm tổn thương nhau trong những cơn tức giận chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Việc hành thiền khó khăn hơn khi bạn có gánh nặng của phiền muộn cá nhân trên vai. Điều thứ tư, không lạm dụng khả năng ngoại cảm của bạn để thu lợi cá nhân. Những món quà mà vũ trụ ban cho bạn luôn có ý nghĩa giúp đỡ mọi người. Bạn phải lựa chọn để sử dụng chúng cho tốt. Những người trở nên ích kỷ với các kỹ năng đặc biệt của họ có xu hướng đánh mất chúng. Quyền lực như thế này không được trao cho bất kỳ ai để giành được tiền bạc hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Luôn cân nhắc xem bạn có đang sử dụng khả năng của mình vì lợi ích chung hay không. Điều thứ năm, vượt qua nỗi sợ hãi của bạn. Tiếp xúc với tâm linh và các hiện tượng siêu nhiên khác có thể đáng sợ, nhưng nỗi sợ hãi cản trở khả năng, thậm chí còn nhiều hơn sự tiêu cực. Nếu bạn muốn liên lạc với khía cạnh tâm linh của mình, bạn không thể sợ hậu quả. Đó là một phần của trải nghiệm. Vì vậy, hãy đón nhận món quà mà bạn được tặng. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp bạn có thể làm với loại sức mạnh này, và nó có vẻ không đáng sợ như vậy. Điều thứ sáu, duy trì một thái độ tích cực mọi lúc. Làm bất cứ điều gì bạn cần để cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Điều này có nghĩa là thỉnh thoảng hãy dành thời gian cho bản thân hoặc tìm kiếm một sở thích mà bạn yêu thích. Tất cả điều gì giữ được nụ cười trên khuôn mặt của bạn. Căng thẳng và tiêu cực cản trở bạn hoàn toàn thư giãn. Điều này giúp chuyển sự tập trung của bạn sang điều siêu nhiên. Bạn phải cảm thấy tự do về mặt tinh thần trước khi bạn có thể cải thiện khả năng tâm linh của mình. Bạn phải buông bỏ những lo lắng của mình trước khi chuyển sang trạng thái ý thức sâu sắc hơn. Điều thứ bảy, để cải thiện kỹ năng đo lường tâm lý của bạn, hãy tìm đối tượng có lịch sử mà bạn chưa biết. Chạm vào những đồ vật này cho đến khi bạn có cảm giác mạnh. Thực sự cố gắng kết nối với quá khứ của chúng. Tập trung bao lâu bạn cần. Bạn có thể cảm nhận được gì về lịch sử của các món đồ
hoặc chủ nhân của chúng hay không. Đừng ép buộc tầm nhìn của bạn, chỉ cần chạm vào và cảm nhận theo cách của bạn. Tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân, tránh xa sự thất vọng khi bạn không cảm thấy gì. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra đôi khi. Không phải đồ vật nào cũng có một câu chuyện thú vị đằng sau nó. Điều thứ 8, để trau dồi khả năng nhìn từ xa, mở rộng trí tưởng tượng của bạn. Xem từ xa là khả năng ngoại cảm, đến thăm các địa điểm bằng tinh thần mà không cần đến đó về mặt thể chất. Thực hành bằng cách tưởng tượng từng địa điểm bạn định ghé thăm vào ngày hôm sau. Bất cứ thứ gì từ cửa hàng tạp hóa hoặc nhà bạn bè của bạn đều được. Hãy tưởng tượng bạn đang ở vị trí đó trước khi đi ngủ. Lưu ý những người, đồ vật và màu sắc mà bạn nhìn thấy trong giấc mơ. Hãy ghi lại những cái nào phù hợp khi bạn thực sự đến đó và quan sát xung quanh. Viết ra những ước mơ của bạn để giữ cho chúng luôn tươi mới trong tâm trí bạn. Thứ 9, tăng cường thần giao cách cảm của bạn bằng cách cố gắng đọc suy nghĩ của người khác. Bạn cũng có thể truyền đạt suy nghĩ của mình cho người khác trong im lặng hoàn toàn. Thực hành bằng cách đoán những gì mọi người đang nghĩ bất cứ khi nào có thể, nhờ ai đó vẽ hình hoặc chọn một lá bài. Sau đó, tìm xem người đó đang rút gì hoặc quân bài nào được rút ra từ bộ bài, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Tiếp tục thực hiện các loại bài tập này hàng ngày. Thần giao cách cảm lúc đầu sẽ đòi hỏi sự tập trung sâu sắc và có thể mất nhiều năm để phát triển, nhưng nó trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn theo thời gian và thực hành. Khi bạn cảm thấy như thế, mình đã thử mọi thứ nhưng không thành công hoặc rất ít, hãy quay lại và đảm bảo rằng bạn đã làm theo những chia sẻ mà Quốc Anh vừa chia sẻ với bạn. Bất cứ thứ gì đáng có đều có giá trị kiếm được. Vì vậy, hãy luyện tập mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể phải làm việc chăm chỉ trước khi trau dồi kỹ năng của mình để hoàn thiện. Ngay cả khi chúng không phát triển trong nhiều năm, hãy tin tưởng rằng cuối cùng chúng sẽ xuất hiện. Hãy tin vào chính mình. Cuối cùng hãy nhớ rằng khả năng tâm linh được trao cho những người xứng đáng và chúng có thể bị lấy đi dễ dàng. Luôn sử dụng những món quà của bạn cho những điều tốt đẹp hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.